Sau video phần 1 về kỹ thuật cơ cấu danh mục cực hay mà em đã chia sẻ với anh chị trong cái video ngày hôm qua. Thì một cái điều quan trọng mà em nhận ra với anh chị trong cái giai đoạn này á là cái vấn đề cơ cấu danh mục là một cái vấn đề anh chị quan tâm nhất chứ không phải là thị trường lên hay là thị trường nó xuống. Bởi vì khi mà thị trường nó biến động, nó giảm với một cái thanh khoản lớn thì cái danh mục của anh chị nó sẽ rất là hỗn loạn. Vậy nên cái việc mà thị trường lên hay là thị trường xuống á nó sẽ không có giúp anh chị mua hay là bán. Mà cái quan trọng nhất là cái vị thế của anh chị với cái mã cổ phiếu đó là như thế nào và cái cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ á, nó mạnh yếu ra sao nó nó mới là một cái điều tác động đến cái việc anh chị mua bán và cái việc anh chị cơ cấu danh mục chứ không phải là cái vấn đề là thị trường lên hay là thị trường xuống anh chị hiện dung ạ đó thì đó là cái giá trị mà muốn mang lại với anh chị trong cái video ngày hôm qua cũng như là trong cái video ngày hôm nay cái video ngày hôm qua làm phần một em làm chỉ có khoảng là chín 10 tiếng thôi mà có khoảng là gần 700 trăm lượt like Tức là gì? Tức là cái vấn đề mà cơ cấu danh mục là một cái vấn đề anh chị quan tâm rất nhiều. Nên là chị mới like với tương tác như vậy. Và rất nhiều lời cảm ơn để lại. Hay quá em, hay quá Đạt ơi, chia sẻ rất hữu ích. Những video này cực kỳ quan trọng với anh chị. Cảm ơn em, hồi giờ anh chị không biết cơ cấu danh mục ra sao. Đó, thì đó là đó là lý do mà em nói với anh chị là vì sao 90% nhà đầu tư đều thua lỗ như vậy? Là bởi vì những lúc như thế này này là người ta quá quan tâm là thị trường lên hay thị trường xuống, thị trường có sập hay chưa. Rồi ví dụ người người nào hô sập thì mừng, người nào hô lên á À, gọi là người hô, hô sập thì, thì thì buồn người nào hô lên đó, thì mừng đó. nhưng mà anh chị không có nhìn vào tài khoản của mình anh chị không nhìn vào cổ phiếu của mình anh chị không nhìn về cái vị thế của mình anh chị không nhìn về cái mức lãi lỗ của cái cổ phiếu hiện tại của mình ra sao để anh chị xử lý nhưng mà cái đó là cái vấn đề quan trọng nhất để anh chị trải qua những cái giai đoạn như thế này bởi vì sao bởi vì 90% nhà đầu tư thua lỗ là có phải lúc thị trường lên không vậy không phải là những lúc thị trường nó biến động, những lúc cổ phiếu nó rung lắc và những lúc thị trường nó giảm mạnh như thế này, những lúc mà ai cũng hô sập như thế này là lúc phân hóa nhậu tư, là lúc cái vấn đề cơ cấu danh mục và cái kỹ thuật cơ cấu danh mục nó mới là cái vấn đề quan trọng nhất. Đó, và anh chị để kỹ là trong cái quá trình tầm khoảng mấy năm giao dịch của anh chị, nếu chị vào thị trường một hai năm, thì khi mà thị trường nó sập á, anh chị tức là anh chị quan tâm thị trường lên hay xuống á, nó có quan trọng không? Không, mà cái vấn đề là anh chị cơ cấu danh mục của mình như thế nào, nó mới là một cái vấn đề quan trọng. Đó. vậy sau cái video ngày hôm qua thì em nhận thấy là có rất nhiều chị tương tác rất nhiều chị bình luận hơn 100 bình luận hơn 100 bình luận à, để lại cái lời cảm ơn đó hay quen em hiểu ích quen cũng như là cái lượt like rất là nhiều tức là nhận thấy là những cái video này những cái video cực kỳ giá trị với anh chị nhà tư trong nhà này rồi thì nối tiếp cái video ngày hôm qua phần 1 à, thì cái video ngày hôm nay thì em sẽ đưa ra một số cái ví dụ thực tế à, bởi vì khi mà nói gì thì nói gì ha cái vấn tức là cái vấn đề là anh chị tức là cái video ngày hôm qua để cho anh chị có một cái lý thuyết nền tảng để anh chị có thể hình dung là cái cổ phiếu nó như thế nào, cổ phiếu mạnh như thế nào, cổ phiếu yếu như thế nào và cái vị thế của mình như thế nào. Đó, và cái cổ phiếu nó như thế nào để anh chị có thể có một cái góc nhìn là cổ phiếu mạnh yếu và trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ tiến hành cái em sẽ tiến hành cơ cấu một số danh mục thực tế mà anh chị nhà đầu tư đã gửi cho em à, thì trước khi mà em đánh giá với anh chị thì em xin gửi lời một cái cảm ơn rất là chân thành đối những anh chị nhà đầu tư đã có thể là mạnh dạng à, gửi danh mục để em có thể là để em có thêm tài liệu để em làm cái video ngày hôm nay cảm ơn chị rất là nhiều ha đã gửi danh mục cho em rồi, trước khi mà anh chị xem video thì anh chị có thể là bỏ ra vài giây. Nếu mà thấy những cái kênh cũng như là những cái video của em hữu ích thì anh chị có thể bỏ ra vài giây nhấn giúp em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Trong dòng sắp tới thì em sẽ ra rất rất nhiều những cái video về thị trường, về vấn đề về cổ phiếu. Thị trường giảm, dòng sắp tới thì mình sẽ nên mua những cái mã cổ phiếu như thế nào, những cái mã cổ phiếu tiềm năng. Thì trong dòng sắp tới thì em sẽ hướng dẫn anh chị rất là kỹ sau giai động những dòng giai đoạn biến động sắp tới của thị trường. Và nên chị nhớ like ha, cũng như là đăng ký kênh để có thể là ủng hộ tinh thần của em. Đã, bởi vì khi mà làm những cái video như này mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều công sức. À nhưng mà chị chỉ anh chị chỉ cần để lại một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh, làm rất là vui rồi. Rồi ok ha. Rồi quảng cái quảng cáo với anh chị một chút xíu là nếu anh chị nào muốn đăng ký khoa học của em trong tuần sau, Khoa học K8 thì chỉ còn khoảng là à, 5 khoảng 5 slot nữa thôi là hết cái số lượng đăng ký rồi. Thì anh chị nào muốn đăng ký thì cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì anh chị đăng ký qua bạn trợ lý của em, số điện thoại là 0903 943 166 để có thể là đăng ký khoa học của anh chị ha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Rồi, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua về cái vấn đề về cơ cấu danh mục thực tế. Thì đầu tiên á, thì chúng ta vẫn phải review lại cái tinh thần chung. Là khi mà anh chị bắt đầu cơ cấu danh mục á, thì em sẽ nói một cái tinh thần chung như này á. Là khi mà anh chị nhìn vào cái danh mục của mình á, là cái bước một anh chị phải nhìn đầu tiên á, là với những cái mã cổ phiếu nó mới mua. Những cái mã cổ phiếu mới mua là như thế nào? Ví dụ những cái mã cổ phiếu nó mới mua, ví dụ anh chị, ví dụ bây giờ thị trường đang ở tầm này đúng không? Những cái mã cổ phiếu mà anh chị mua tầm từ giải sau này này, thì đa phần á, thì cái vị thế anh chị sẽ không có tốt một là lãi nhẹ hai là lãi lớn nhưng mà hiện tại đang lỗi gọi là lãi lớn hoặc là về lãi ít còn ba là ví dụ đa anh chị nào mua ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay á, là mất mé là là lỗ nhẹ nhẹ rồi thì đó là cái tình trạng chung với những anh chị nào mới mua đó, thì em có nói với anh chị là khi mà thị trường nó có những cái phiên giảm như này á, nó sẽ chưa có giảm ngay nó sẽ chưa có giảm ngay và nó sẽ có những cái phiên phục hồi trong tức là khi mà thị trường nó chạm về quanh cái vùng một nghìn thì thị trường nó sẽ có những cái phiên phục hồi và anh chị tranh những cái phiên phục hồi đó thứ nhất là không có mua lại cái thứ hai á, là tranh thủ nhìn hết cái danh mục của mình để cơ cấu cơ cấu là gì cơ cấu để mình có thể là nắm qua cái nhịp biến động rung lắc cực kỳ mạnh của sắp tới của thị trường cái thứ hai là anh chị có thể tức là anh chị có thể là gọi là tịnh tâm bởi vì khi mà anh chị cơ cấu danh mục mà một cái danh mục của anh chị nó tốt thì anh chị sẽ không có quan tâm là nó chỉnh như nào nữa còn khi mà cái danh mục của anh chị nó không tốt là ngày này anh chị quan tâm là ở cái cổ phiếu nó có chỉ, cái chỉnh không em rồi cổ phiếu kia nó có hồ lạ không em rồi cổ phiếu kia chị có giữ được không em thì cái tâm lý chị sẽ rất là hỗn loạn mà như nói với chị là khi mà thị trường nó xảy ra trải qua dòng sắp tới sẽ có rất nhiều những cái mã cổ phiếu những cái siêu cổ phiếu nó xuất hiện và nên cái việc mà anh chị cơ cấu danh mục càng nhanh á, thì anh chị sẽ có một cái khoảng thời gian tĩnh tâm và sẽ có một cái sự tập trung cao độ để tìm những cái siêu cổ phiếu sau dòng sắp tới còn nếu mà anh chị cứ theo dõi thị trường nó biến động nó lên hay xuống mà anh chị chưa cơ cấu danh mục xong á, thì khi mà thị trường nó tạo ra một cái nhịp mới á, là anh chị sẽ lỡ sóng. anh chị sẽ lỡ xuống này đó, đó lý do vì sao em nói chị là trong những sắp tới tầm khoảng là cuối tuần này hoặc đầu tuần sau em làm video này là sáng ngày thứ sáu bởi vì uh, trong buổi chiều ngày hôm nay thì em có một chiếc công, một chút công việc nên làm không làm buổi chiều được nên em làm đang làm buổi sáng ngày thứ sáu ngày 9 ngày 9 tháng 6 đó. nên em, nên làm nghĩ là thị trường nó sẽ có cái phiên phục hồi vào chiều nay hoặc là ít nhất là tầm khoảng là ngày thứ hai thứ ba thì sẽ có những nhịp phục hồi nên là chị tranh những nhịp à, đó là chị cơ cấu ha rồi thì quay trở lại với cái vấn đề về cơ cấu với một hồi nãy mới nói với chị là với những cái mặt cổ phiếu mới mua tức là sao tức là một là vị thế không tốt hai là lãi ba là lỗ nhẹ những cái chị lỗ nhẹ thì em chị yên tâm đi là gì họ lỗ không có lớn đâu bởi vì cái việc thị trường ví dụ anh chị mới mua thì mới là thị trường nó sẽ có nhiều, nhiều phục hồi chứ nó sẽ chưa gãy ngay thì anh chị lưu ý với em là anh chị xử lý luôn tức là anh chị xử lý luôn chứ không cần quan tâm là nó mạnh hay là nó yếu bởi vì sao nó lại có thế này như vậy nhiều anh chị hỏi là thằng đạt nói là ờ cái cổ phiếu kia rất mạnh với những cái mặt cổ phiếu như fcn rất mạnh những cái mặt cổ phiếu như c 2 rất mạnh nhưng mà vì sao á như với những cái vị thế không tốt là anh chị mới mua thì phải xử lý luôn chứ không còn, còn còn quan tâm mà nó yếu bởi vì anh chị phải lưu ý như này là hiện tại á, cái tinh thần của mình á, là khi mà thị trường nó có hồi á nó cũng chưa có lên ngay tức là sao ví dụ như là hiện tại anh chị đang nắm cái mã cổ phiếu đó lại 3% đúng không thị trường nó hồi anh chị trai dù thị, ví dụ trai thị trường nó hồi đi anh chị lên lại là 5% phần năm nhưng mà khi mà thị trường nó trước khi mà nó ví dụ nó lên á nó sẽ có rủ nó lên nó sẽ có rủ thì anh chị có tưởng tượng này ví dụ anh chị hồi lên là anh chị về năm 5 phần /5 đúng không nó rủ lại anh chị cũng về hai lại hai ba phần trăm thì như này là vị thế là không có tốt và những anh chị những anh chị nào đang hồi vốn hay là những anh chị nào đang lỗ nhẹ thì yêu cho nó hồi ấy, thì anh chị à, đang hồi vốn đi lại tầm một hai phần trăm một hai phần trăm mà rủ lại một phát thì có phải là tâm lý anh chị sẽ cực kỳ gọi là cực kỳ sốt ruột không tức là nó sắp rất là sốt ruột tức là mình cứ bán ra trước với những cái vị thế với mình cứ bán ra trước mình sẽ có một cái khoản tiền tức là chị vẫn có tiền mà thì mình sẽ quan tâm tức là cho cái thị trường nó biến động như kệ đó thì anh chị quan tâm để lại tức là thị trường nó biến động nó rủ dần phía sau thì mình sẽ tìm những cái mã cổ phiếu những cái mã cổ phiếu mình sẽ tìm như này thì anh sẽ hướng dẫn chị sau nhưng mà anh chị những cái mã cổ phiếu nó có vị thế không tốt là xử lý ra trước thì nó sẽ làm cái vấn đề nó tốt nhất thứ nhất là anh biết là thị trường nó chưa lên ngay tức là sao tức là cái việc mà anh chị nắm cái mã cổ phiếu nó một là sẽ hồi hai là sẽ bước vào một cái quá trình nó tích lũy lại à, tức là anh biết là thị trường nó chưa lên ngay cái thứ hai là nếu mà chị nắm mà thị, tr thị, trường nó gãy luôn hoặc là thị trường nó biến động lâu hai ba tuần thì anh chị sẽ bị sốt luôn với những cái vị thế không tốt À, thì đó là lý do vì sao mà nói gì là <laughs> với những cái mặt vị thế mới mua vì thế không tốt và lấy hoặc là lỗ nhẹ là bán luôn thị trường nó hồi cổ phiếu hồi bán luôn chứ không cần quan tâm mà nó lại yếu đó thì đây là cái kinh nghiệm của em bởi vì gì có những cái có những cái những cái chu kỳ tất có những cái nhịp á với những cái mặt cổ phiếu mình mới mua á, <laughs> cho dù nó mạnh nha nhưng mà đảm bảo với chị luôn đêm về ngủ không ngon đêm về ngủ không ngon luôn vậy <laughs> mà sao mà mình bị bấm loạn đó. mình không biết là mình không biết là ngày mai là cái cổ phiếu mình tăng hay giảm tức là nó rất là áp lực nhưng mà sao nhưng mà nhưng mà với kinh nghiệm của em á là khi mà thị trường nó giảm như vậy nó chưa có lên ngay thì mình biết là ờ à, là thị trường nó chưa lên ngay tức là gì tức là cổ phiếu một á là đi ngang hai là nó hồi nhẹ mà cổ phiếu đi ngang mà hồi nhẹ với kỳ theo vị thế mình vị theo tốt á là không có một cái lý do gì phải giữ Đã, nên làm nó gì là sự luôn chứ không cần mạnh quan tâm hay yếu đó là cái bước đầu tiên rồi cái bước thứ hai á, là nếu chị đạo xử lý qua bước một á, là chị đến cái bước số 2 tức là những cái tức là với những cái mà cổ phiếu mà chị vị thế tốt á, thì anh chị nên xử lý ưu tiên giữ lại là như này là nhóm nó này là cái vị thế tức là anh chị ưu tiên giữ lại nha giữ lại á, là cổ phiếu vào trên đây là một này đây là một lớn nha đây là một a này một b này đó. tức là anh chị ưu tiên xử lại là cổ phiếu vào trên của dòng mạnh có xung lực tốt cổ phiếu vào trên của dòng mạnh có xung lực kém hơn đó. sau đó đến giữ lại là cổ phiếu vào trên của dòng yếu cổ phiếu chưa vào trên của dòng mạnh và cổ phiếu chưa vào trên của dòng yếu tức là anh chị bán là anh chị bán từ dưới anh chị bán lên anh chị giữ là anh chị giữ từ trên chịu xuống À, nhiều, tức là những cái mà cổ phiếu ở dưới là những cái mà cổ phiếu nó yếu nhất anh chị phải bán những cái mà cổ phiếu này trước rồi sau khi mà bước hai mà anh chị làm xong rồi á mà anh chị cái danh mục anh chị vẫn còn nhiều cổ phiếu á thì cái cách mà anh phải dùng á là mỗi ngành thì chị, chị giữ tối đa hai mã thôi tức là hai mã mạnh nhất thì mình giữ ok ha đó thì mình nghĩ là đó là một cái xử lý gọi là nó dễ dàng nhất mà anh chị nhìn vô là anh chị biết ngay ok mà dạ rồi ok thì bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý về một số cái danh mục mà anh chị đã gửi cho em rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn cái danh mục này danh mục này thì có khoảng là hai 4, 6 cổ phiếu một danh mục thì có sẵn có 6 cổ phiếu thì em thấy là cũng hơi nhiều nhưng mà với với giai đoạn hiện tại như là 6 cổ phiếu thì em nghĩ là cũng cũng được gọi là cũng được chứ cũng không có quá nhiều cái danh mục hợp lý thì tầm khoảng 4 đến 5 mã là ok Rồi, thì 6 cổ phiếu như này á, thì em đầu tiên á, là chúng mình nhìn này là những cổ phiếu mới mua á, là cái việc tốt á thằng sale là phải bán trước Nà, thằng sale là phải bán trước như vậy tức là cái thằng này là phải bán trước rồi thì năm mã còn lại á, thì những cái mã cổ phiếu có vị thế tốt là NRC này, KSB này, sẽ không là phải giữ lại À, tức là những cái mà cổ phiếu có vị thế như này á, thì anh chị có thể là gọi là sao có tức là anh chị có thể đủ để tức là đủ để đủ để tức là đủ cái khoản lãi để cho thị trường và cái cổ phiếu nó biến động rồi với những cái mà cổ phiếu như L14 thì hiện tại đang anh anh, anh chị đang lãi 7% đúng không thì cái vị thế này thì em đánh giá là cái vị thế này cũng không nó có tức là cũng chưa quá đảm bảo đâu bởi vì sao bởi vì L14 là một cái mặt cổ phiếu nó chưa vô trên là một cái mặt cổ phiếu nó chưa vô trên mà thằng L14 nó chưa vô trên thì nó có thể rủ anh chị bất cứ lúc nào nên là với những cái mã cổ phiếu như là 14 anh chị đang lãi, ví dụ anh chị đang lãi 7% đúng không? Thì anh chị hạ, tức là anh chị chặn ngay giá vốn. Tức là cái mức lãi anh em nghĩ là có thể chấp nhận cho mỗi nhiệm chỉnh được, nhưng mà không nên đổ để lỗ lại. Tức là anh chị làm mình làm ví dụ như ví dụ như là đang lãi 7% đúng không? Chừng nào lỗ về lại giá vốn hiện bán. Còn với IDC thì nghĩ là bởi vì IDC là một cái mã cổ phiếu thuộc nhóm nhóm ngành mạnh và nó đã thoát trend rồi, nhưng mà cái xung lực của nó không quá yếu. À, xin lỗi chị, xung lực của nó không quá mạnh, tức là nó nhóm mạnh, mạnh thoát trên nhưng mà xung lực không không quá mạnh. Thì nó nằm ở top gì gọi là top 2 đã à, tức là nằm ở nhìn điểm này, này. đã tức là nằm là cổ phiếu vào trên của dân mạnh nhưng mà xung lực kép này à, thì nó sẽ nằm ở top 2 thì em nghĩ là nếu mà bán thì sẽ bán xem đã giữ lại C4G, KHB, NRC, IDC và L14 chặn ngay giá vốn chặn ngay giá 4 nha ok rồi tiếp theo là cái danh mục bên này <laughs> cái danh mục ngoài bên này là 2, 4, 6, 8, 9 mã một cái danh mục 9 mã thì chị lưu ý là cái tinh thần của mình á là danh mục nếu em sẽ có cấu anh chị là em sẽ thu gọn làm sao để tầm khoảng 4 năm mã là nó sẽ tối ưu nhất à, nói chung là có cơ hội thì em sẽ chia sẻ với anh chị về cái cơ cấu về cái vấn đề về cấu trúc danh mục nhưng mà trong nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn là làm sao để có thể thu gọn cái danh mục của mình thứ nhất là tốt nhất có thể là khoảng là bốn năm mã rồi đầu tiên là những cái mặt cổ phiếu mà có vị thế không tốt này ví dụ như g 36 sáu là phải bán nha Dưới dụ những cái mặt cổ phiếu như ba phải năm này anh chị bán trước cái mặt cổ phiếu này em g 36 sáu này ho sen này rồi, đó, thì bán thằng G36 với thằng Hoa Sen trước là tỷ hàng này. tỷ hàng này giúp em. Rồi. Rồi với cái mặt cổ phiếu Hòa Bình đó, là bởi vì cái khoản lỗ này là tức là anh lỗ đến 54% á thì này là do anh gồng. Nói tức là anh chị do anh chị gồng. Thì với những cái mặt cổ phiếu này thì em sẽ không đánh giá nha. Bởi vì một tức là với cái với cái quan quan điểm đầu tư của em á, những cái mặt cổ phiếu mà lỗ làm 5 7% là phải bán rồi. Chứ em ít để một cái mặt cổ phiếu nào lỗ tầm khoảng 8 9% hay 10% đó. thì với những cái mặt cổ phiếu còn lỗ như này thì em, em tạm thời làm sẽ không đánh giá cái mặt cổ phiếu này nha tức là em sẽ xin phép không đánh giá như này. Bởi vì một cái mã cổ phiếu mà anh chị để giữ đến trước này á là do anh chị gồng lâu rồi. Những ví dụ như Hòa bình mà gồng tầm khoảng 5 mấy phần trăm á là phải gồng từ khoảng tháng tháng 8 năm ngoái, tháng 8 9 năm ngoái. Đó, thì với cái mã cổ phiếu Hòa Bình thì em sẽ tạm thời không đánh giá. Rồi với cái mã cổ phiếu HT1 và cái mã cổ phiếu SBT, đầu tiên á là với cái mã cổ phiếu SBT thì anh đang lỗ là 10.5% đúng không? Đây này, 10 năm lần năm này. Thì cái vốn của anh là tầm khoảng là 760 triệu. Thì hiện tại anh đang nắm với cái mã cổ phiếu này tầm khoảng là 3.000. 3 nhân gọi là 3 nhân 18, 3 nhân 18 thì tầm khoảng 3824 là tầm khoảng 60 triệu. Đã tầm khoảng là năm mấy 60 triệu đúng không? Thì 60 triệu so với cái tổng vốn là 750 triệu á là không có nhiều. Nên là với cái mặt cổ phiếu SBT này anh mạnh dạn anh bán, gì? bán. vậy. Bán. nha, với bán nha. Rồi với cái mặt cổ phiếu HT1 là anh đang nắm là tầm khoảng là 100 triệu. 100 triệu đúng không? Thì anh đang lỗ là 10.3%. Thì với cái mặt cổ phiếu này á ít nhất là phải bán 1/2 ra. <laughs> Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất á là cái mặt cổ phiếu này nó đã, nó đã nó đã đến một cái mức lỗ. Nó đã đến một cái mức lỗ ra Đến một cái mức lỗ là đáng báo động rồi. Mà một cái mức lỗ mà tầm khoảng 10% á, thì ít nhất ha là phải bán một phần 2 ra, tức phải bán tầm khoảng 4 5 ngàn ra. Rồi trong giai đoạn sắp tới khi mà cái mặt cổ phiếu nó phục hồi, để em xem bằng H 1 này. HT1. <laughs> Đây, HT1 thì nó vẫn có những khả năng nó phục hồi. Thì anh cứ bán một phần 2 ra trước, rồi một phần 2 còn lại á thì anh cứ nắm giữ thêm cứ nắm giữ thêm đó thì anh theo dõi cái mốc hỗ trợ mạnh của nó là quanh vùng giá tầm khoảng là 14 quanh giá khoảng 14 đó, em nghĩ là phải bán một phần 2 ra trước nha đó, còn một phần 2 còn lại là, là chậm cuối cùng là quanh cho 14 giúp em còn nếu mà nó hồi á, nếu mà nó hồi về tầm khoảng 5 6 phần trăm là anh cứ tỉa ra đó, không có gồng lỗ nha đó, vậy thì mình có mình có xử lý là bao nhiêu là ho sen này ho sen này bán này gọi 36 này rồi hòa bình là không đánh giá này SBT là bán này đúng không rồi sau đó là còn HT1 là bán một phần hai này, là bán một phần hai này này rồi, với những cái mặt cổ phiếu có vị thế tốt như AA thì mình hiểu được. A cầm được này. Rồi BVS cầm được nha, bởi vì BVS là một cái mà cổ phiếu nó thứ nhất là cái vị thế tốt. Thứ hai là cái xung lực nó mạnh. Tức là cái cái cách đánh qua trong nhiều rồi nó bứt trên nhưng mà nó vào trên rất mạnh thì mà cổ phiếu này giữ được. SB cũng nghĩ là vị thế này giữ được, Visa hiểu được. Thì mình lên danh mục như vậy là xử lý như vậy ok. Thì sau khi mà xử lý thì mình đang còn là tầm khoảng là 6 mã đúng không? 6 mã có hồ bình ảnh dự. tức là có hồ bình là cái đây là em không tức là tạm thời không xử lý nha, bởi vì cái khoảng lỗi như này em không xử lý được tức là với cái tức là cái cái cái, cái, cái tức là với cái hệ thống đầu tư của em thì những cái khoản lỗi này là do cái quan điểm của chị gọng lỗ rồi nên em sẽ phải tạm thời em, em sẽ không xử lý với những cái mạng cổ phiếu này đó nhưng mà với SBT với HT1 thì em sẽ đưa ra quan điểm như vậy ok à, rồi ok tiếp theo là nhóm uh, nhóm gì đây tiếp theo là với uh, những cái mặt cổ phiếu của ngành nào à, tiếp theo với danh mục này danh mục này thì ta tầm khoảng là năm mã năm mã thì mình là với nhà này ổn được rồi những cái mạng cổ phiếu có vị thế không tốt nhìn vào này thứ nhất là VB vị, vị thế nên là bán cái thứ hai á, là xử lý thằng bvc ra luôn bởi vì thứ nhất là bvc cái vị thế của anh không có tốt cái thứ hai á, là thằng bvc nó bị một cái nhược điểm là gì là trong cái nhiệm vụ nó đánh nhưng mà nó đánh không có mạnh nó đánh không có mạnh và dàn sau á, khi mà dàn sau thì khi mình bán ra mình cầm tiền á, thì em sẽ hướng dẫn chị mua những cái mặt cổ phiếu nào sau nhưng mà chị cứ bán ra trước em tức là sao tức là em hướng dẫn với chị bán nó sẽ có hai vấn đề thứ nhất là cái vị thế của anh chị không có tốt cái thứ hai á, là khi mà anh chị cầm tiền á, giai động sau thị trường nó tạo ra sóng mới anh chị sẽ có nhiều cái lựa sự lựa chọn nó tốt hơn ok không? chứ không phải là dàn sau nó không tăng anh chị lưu ý nha giai đoạn sắp tới khi mà mình cơ cấu tức là bán cái mã cổ phiếu xong á cái mã cổ phiếu anh chị nó tăng là bình thường nó tăng là bình thường anh chị tức là bán cổ phiếu xong, nó tăng là bình thường nhưng mà anh chị lưu này lại thứ nhất là anh xử lý theo vị thế ví dụ ví dụ ví dụ những cái mã cổ phiếu như này đây, em nói gì này ví dụ những cái mã cổ phiếu như vci VCI là một cái mã cổ phiếu nó rất chậm trong nhiều rồi đúng không vậy? Nó không thể nào về được. Nhưng mà với một cái vị thế mà tầm khoảng 27% cái vị thế này là vị thế quá tốt là phải giữ lại nhưng mà cho dù những cái mã cổ phiếu ví dụ, ví dụ những cái mã cổ phiếu cái trên nó mạnh đi cái trên nó mạnh ví dụ những cái mã cổ phiếu như g ba sáu g sáu nhịp rồi mà không có gì mạnh chứ sao không mạnh nhưng mà sao như cái vị thế như này á? nó chỉnh một phát là hồi vốn mà hồ vốn là sao là ăn không ngon ngủ không yên không biết xử lý như nào là rất mạnh anh chị hình dung mà mà đầu tư á, cái tâm bí lý mà nó thoải mái thoải mái thì mình mới cầm tức là thoải mái thì mình minh mẫn theo dõi thị trường minh mẫn theo dõi siêu cổ phiếu trong cái nhiều sắp tới đó là cái đó là đó là cái gọi là cái kinh nghiệm mà em đã trải qua trong rất là những cái nhịp điều chỉnh của thị trường tức là làm sao làm là cái mình không lỗ trước cái đã một là mình lãi hai là mình lỗ lãi ít ba là mình không lỗ đó là điều tiên cái thứ hai á, là xử lý danh mục như nào cho cái tâm lý của mình á, và cho cái tài khoản của mình á, mình đêm ăn mình ăn ngon mình ngủ yên để làm gì để sau một cái nhịp điều chỉnh của thị trường á, mình minh mẫn để mình tiếp tục mà đánh cái nhiều phía sau đó là cái giá trị anh chị hiểu không ạ chứ hiện tại thì lưu ý là có rất nhiều chị lãi lớn nhưng mà cái nhiệm này anh chị không biết cơ cấu danh mục ra sao thì sắp tới vẫn lỗ như thường anh nhìn nhau đó ok rồi thì với cái danh mục này là vb này với bvc là bán nha rồi với vcg thì với cái khoảng lại này á, thì anh chặn ngay giá vốn đi bởi vì vcg em thấy là trong nhiều lần đánh còn hơi chậm nên là vcg chặn ngay giá vốn còn với gác và bvvvnd ha nắm giữ thật chặt cho em thật chặt với cái vị thế này và với cái vốn với khoản lãi này á, nắm giữ nắm giữ nha ok rồi tiếp theo là với danh mục bên bên này là những cái vị thế nào lại không lớn là với FS là phải hạ này. -S là phải hạ luôn này. HCM là phải hạ luôn này. Đó là ban này là hạ nha. MBS hạ luôn. Những cái nào cổ phiếu như những cái cổ phiếu này là phải bán. SSK giữ lại. Và cái danh mục anh này anh chị thấy là cái gì? 1 2 3 4 5 cổ phiếu chứng khoán. Một cái danh mục mà 5 cổ phiếu chứng khoán vậy là sai. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị có dụng như này, này Một cái dòng nó tăng là tăng theo dòng mà nó giảm nó không có trường nào vậy nên cái việc mà anh chị nắm năm cái mã cổ phiếu trong cùng một ngành á nó không có liên quan đến cái vấn đề về về gì ta gọi là phân gọi là tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro bởi vì ra bởi vì anh chị mua nhiều mã đúng không là anh chị mới ờ à, là cái mã cổ phiếu này mua để gọi là à, cái mã cổ phiếu nó gọi là nó phân hóa rủi ro ra nhưng mà anh chị lúc là nó giảm là nó giảm hết và cái thứ hai nữa là cái cái danh mục của anh chị nó tức là anh chị ví dụ như cái danh mục ví dụ năm cái mã cổ phiếu này là nhau cái mã mua nhiều cái mã mua ít thì cái vấn đề này tức là nó không có tức là nó không có tối ưu về cái mặt cho nó nên là nghĩa là tạm thời cứ giữ bốn cái mã cổ phiếu kia cứ hạ ra đi từ mình sẽ sao rồi với DG nghĩa là với còn lại là giữ được nha rồi DRH giữ được DRH cái mã cổ phiếu ok cái bê bán luôn bởi vì vị thấy không tốt Đó, ok rồi tiếp theo là với cái danh mục này danh mục này thì nhìn những cái mã cổ phiếu nó vì thế không tốt trước là LCG là bán đi LCG bán này NVB bán TDC bán luôn hoặc okay, là giữ chặn lại bởi vì TDC nó vì sao là nó là cái mặt cổ phiếu này với vị thế này nên thì nó có thể là chặn lãi tức là anh có thể anh chỉ có thể bán mà có thể là chặn ngay giá vốn bởi vì cái mặt cổ phiếu là một cái mặt cổ phiếu có xung lực tương đối tốt nên á, thì em có anh có thể là bán một phần hai với cái mặt cổ phiếu này ví dụ anh có ngàn sáu đúng không anh có thể là bán gọi là chín trăm năm ngàn sáu bán bán khoảng tám trăm đó rồi để tám trăm còn lại là chặn ngay giá vốn còn không là cứ bán bởi vì với cái vị thế này thì sắp sắp tới thì cứ bán ra cũng theo dõi lại cũng được đó. thì bán lcg này rồi bán một phần hai tdc này giữ lại một phần hai này rồi giữ lại thằng xe người ta bán luôn tại vì vì thế này là vì thế không tốt thứ nhất là vì thế không tốt cái thứ hai á, nhưng mà nói gì là thằng xe nó chưa có thoát đen sao là một cái mà cổ phiếu nhóm ngành mạnh nhưng mà nó chưa có thoát đen mà chưa thoát trên thì anh chị nếu gì nắm giữ nó có thể rủ tan bằng té bẹ luôn nên là bán này ra bán này ra nha rồi bán này ra này bán xe bán lcg này giữ vnd này giữ bb vnd với lại bvd bvb với lại để nắm giữ thật chặt cho em đó, nắm giữ hàng này thôi còn lại còn lại nvb này LCG là xe là bán này còn ta dc là bán một phần hai À, còn một phần hai còn lại là giữ chặn ngay giá vốn à, TDC em giữ là thứ nhất là nó với cái vị tức là với cái thể vị thế này thì mới là anh chị đừng có nên giữ full mà phải bán phần hai ra bởi vì vị không tốt mà muốn giữ lại là anh chị chặn lại giá vốn là bởi vì bởi vì thằng TDC cái lực đánh vừa rồi nó nó tốt nó tốt nên là chỉ có thể nắm giữ một nửa được và chặn ngay giá vốn nha chặn ngay giá vốn chứ là anh chị đừng anh chị nắm giữ một nửa nhưng mà một nửa đó là phải chặn ngay giá vốn nha anh chị. chứ anh chị đừng có đừng có ông lỗ nha ok rồi tiếp theo nhân mục này à, những những cái vị thế không tốt là VGT là phải bán này đó rồi uh, liên việc là phải canh bán luôn đó với những cái cổ phiếu như là vừa về gọi tên liên việc là phải canh bán với những cái vị thế là mình nghĩ là phải canh bán luôn đi rồi để xem ví dụ liên việt đúng không liên việt ừ, liên việt thì em nghĩ là nên canh bán nói chung là nghĩ là vùng này là vùng hỗ trợ mạnh nhưng mà là với cái vị thế lỗ thì cứ bản bán đi bởi vì nắm cái mã cổ phiếu này mất ăn mất ngủ lắm bởi vì liên việt là một cái mã cổ phiếu yếu trong dòng yếu anh nhà, liên Việt là một cái mặt cổ phiếu yếu trong dòng yếu nha mà yếu trong yếu là nghị lực các anh bán không, không nắm giữ nha tương tự rồi vcg lại hai ba bán luôn à tức là như này này tức là giữ là giữ bbok này bán sale này bán liên Việt này à, nt hai bán luôn này vị thế tốt này bán stb luôn này bán vcg luôn bán vgt luôn giữ vnd này giữ được bởi vì vnd là một cái mặt cổ phiếu mạnh trong dòng mạnh đó, bvb thì cái vị tức là BV là một cái ngành ngân hàng tức là nó là một cái mặt cổ phiếu ngành ngân hàng đúng không nhưng mà cái vị thế anh chị tương đối tốt và thằng bvb là một cái mặt cổ phiếu cái trang nó cũng ok rồi nên có thể giữ được tức là gì tức là anh chị thấy cái tư duy nãy có nói với anh chị tư duy nãy giờ em cơ cấu với anh, chị, với anh chị danh mục là cái gì quan trọng nhất là cái vị thế anh à, nha sau đó mới đến cổ phiếu à, quan trọng nhất là cái vị thế của anh chị sau đó mới đến cổ phiếu nha, nha. rồi sau đó mới đến cái cổ phiếu yếu cổ phiếu mạnh ok rồi tiếp theo danh mục bên đáy tiếp theo rồi với cái danh mục này thì với FCN thì với cái khoản lỗ này á thì em sẽ em sẽ không đánh giá bởi vì với cái khoản lỗ là tầm khoảng 27% á thì tức là nghĩ là anh gồng lỗ từ khoảng năm ngoái rồi. 27 năm tầm năm ngoái rồi. À, nhưng mà nghĩa là em nghĩ là với FCN thì nghĩa là trên này còn lên. À, tức là em sẽ không không khuyên anh là anh bán hay là anh, anh mua nha nhưng mà nghĩa là FCN thì nghĩa là trên này còn lên. Nên mình là cái tạm thời là khoảng anh đại giữ đến đây là nghĩa là những cái những tức là cái anh đã gồng lỗ này thì nghĩa là cứ gồng luôn. Tạm thời là cứ giữ thêm trong những tới. Cái thứ hai là với cái những cái một quý STB mình lại chịu được. STB là một cái mã cổ phiếu vào trên của dòng yếu. STB thì nhiều gì hỏi là vô trên hay chưa là nó vô trên rồi nha. Đã. Thì là STB thì với còn lại này nghĩ là giữ được. SHS giữ được, HKV giữ được luôn. Ok. Rồi, tiếp theo là với à, Dạ rồi. Ok. À, rồi tiếp theo là với cái danh mục này. Danh mục này là với VC là bán này. Vinamilk là bán luôn này. Đã, Vinamilk bán luôn này. VCG này bán luôn này. SHC giữ được, BLX bán này. À BLX bán này. EB là giữ được rồi set v bán xe bán b bán đó tức là chỉ giữ được tầm khoảng ab với lại chiếc xe thôi ok đó bởi vì vì thế nhiều không có tốt không có tốt nhiều những cái mà cổ phiếu vị thế mới mua rồi tiếp theo rồi với danh mục này uh, à, A là bán đi rồi em thấy là danh mục này là bán hết được rồi bởi vì sao bởi vì vị thế không có tốt với em cái gì ha quan trọng nhất là vị thế đó. này ha với vị thế này mình lên danh mục này lên bán hết bán hết là được rồi bởi vì danh mục này, cái vị thế này á, thị trường á, nếu mà nó giảm á, là đau đầu á, hoặc là nếu là hồi cũng hồi không nhiều. Này mình là cứ bán hết đi. Rồi, tiếp theo là gì? Tiếp theo là danh mục này. Danh mục này á, với những cái vị thế không tốt là VFIT này, là bán. LGL bán luôn. BB giữ này. TTF, để em xem, TTF. TTF. TTF này là giữ được nha. Giữ lại, chặn ngay giá vốn chứ bè. Tức là, bán này, bán này, giữ này, cái này là chặn ngay giá vốn nha tức là giữ nhưng mà chặn ngay giá vốn nha rồi à, bbsh giữ được ogc bán này ita giữ này fcn giữ này này bán này này tức là giữ này giữ này ok danh mục nghe là thương đó. ok còn mình là cổ phiếu nào mới mua là tỷ cho rồi tiếp theo là gì tiếp theo là với đây uh, dg là bán đi rồi như ha uh, nam kim vnd vnd chặn ngay giá vốn với em vnd chặn ngay giá vốn nha giữ được nhưng mà chặn ngay giá vốn rồi tiếp theo là nam kim nam kim giữ được chặn ngay giá vốn luôn bởi vì nam kim là một cái cổ phiếu thuộc dòng mạnh nhưng mà chưa thoát ra thì chẳng ngay dấu gách cũng tương tự luôn đạm cà mau thì nó chưa có thoát ra thì những cái mặt cổ phiếu này thì em nghĩ là như này với đạm cà mau điểm xem thật kỹ rồi đạm cà mau đạm cà mau người là bán này bởi vì sao bởi vì chỉ có lãi vọng một cái còn lại cũng được nhưng mà sao nhưng mà cái đạm cà mau là một cái mặt cổ phiếu ở trên xuống nên mình là bán luôn bán bán này à, giữ chặn giá vốn là chữ giữ chặn giá vốn giữ chặn giá vốn ok rồi tiếp theo là với danh mục này. DLG 24% giữ được. Để đấy giữ được. VGT. VGT là một cái mặt cổ phiếu thuộc dòng yếu. Từ từ để em xem những cái mặt cổ phiếu ở dưới trước coi. ETA giữ được này. Tức là ba tức là ba mã đúng không? SB giữ được này. Xe bán này. LCG bán luôn. TDC giữ được. Rồi, tức là gì? Tức là hiện tại là đang giữ năm mã này. Đó, đang giữ năm mã tức là đủ cái số lượng cổ phiếu này. Thì vote bán đó vốt bán hát a bán ghi bán vgt chốt luôn vgt chốt thật ra là bởi vì sao bởi vì em nghĩ là vgt thì với cái khoản lãi này thì có thể cầm cự qua nhiều chỉnh được nhưng mà sao nhưng mà cái danh mục á là đủ hai này hai này rồi năm rồi tức là đủ năm mã rồi thì nghĩ là cơ cấu về năm mã là nó sẽ tốt nhất à, bởi vì thứ nhất là những cái mặt cổ phiếu này trên nó mạnh nha những cái mặt cổ phiếu như sbs này ita này tdc trên mạnh và vị thế cũng được thứ hai là thằng vgt là một cái mặt cổ phiếu vị thế cũng tốt nhưng mà sao nhưng mà biểu cái đó, là là sao ta thứ nhất là mình đã đủ năm mã rồi năm mã mình là tối ưu bởi vì cái, cái bởi vì cái 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 vốn của chị không có nhiều mỗi cái mã cổ phiếu mua vài trăm vài trăm tức là vốn chị tầm khoảng là một trăm hai trăm triệu thôi không có nhiều đó cái thứ hai là VGT là một cái mã cổ phiếu nó chưa bứt trên nên là mình là cơ cấu như vậy là tốt nhất ok rồi tiếp theo rồi tiếp theo là VC là với hai dân một này đi rồi một, dân một như này không đây là một dân mục như này đây là một dân mục chứ không phải hai danh mục đâu thì em sẽ cơ cấu như này à, bán thằng rồi đi bán GEG e, đi ờ, giữ VGC à, bán luôn VCG <laughs> BVD giữ lại chặn ngay giá vốn nha giữ lại chặn ngay giá vốn HCM bán VB giữ lại chặn ngay giá vốn VGC giữ Đã, rồi BVS giữ IDC bán bán tức là giữ lại một này giữ lại một này hai này ba này, ba này bốn này năm mã được rồi đó, à, như vậy là ok danh mục này là hơi nhiều nha anh chị muốn nắm danh mục như là anh chị sẽ rất khó xử lý đó nên là, nhiều phía sau thì ưu tiên là ưu tiên là mua ít ít cổ phiếu thôi rồi thì đó là danh mục này rồi tiếp theo là danh mục này danh mục này là một danh mục rất là hay bạn thấy là chị đánh khá là tốt đấy chứ uhm, em nghĩ là qua một cái nhịp chặn của thị trường mà danh mục như này là rất tốt nhà rất tốt à rồi em sẽ nhìn một xíu à, để em xem ha BDR BDR mới là giữ được này mã cổ phiếu BDR giữ được nha sale đang sale đang lãi 10,84% 10,84 phẩy phần trăm thì mới như này này. Tại vì sao? Bởi vì thằng sao á là một cái mặt cổ phiếu nó chưa có bước trên. Khi mà đánh giá là thứ nhất là nhìn vì thế, thứ hai là nhìn về cái sức mạnh của cái cổ phiếu nó chưa bước trên này vô. Thì với em á, sale thì mình sẽ chốt một phần hai ra nha. Một phần hai, một phần hai còn lại chặn ngay giao bố. Đó. Tức là sao? Tức là nói là hồi nãy có nói gì là những cái mặt cổ phiếu xe mà cái vị thế không tốt là phải bán. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà rủ á là nó rủ là nhiều lúc là nó rủ banh tác là đi ra luôn bởi vì những cái mặt cổ phiếu nó chưa vô trên chưa vô trên thì nó chỉ là khi mà thị trường nó biến động nó rủ rất là kinh nó rủ rất kinh em đổi vì em đã đánh những cái nhiệm như này rồi nhưng mà cái việc như là cái vị thế của chị tôi nói tốt thì chị có thể giữ là anh chị có thể giữ là một phần hai một phần hai chặn cái giá 4 này rồi em thì mới là abh để em xem abh abh này là giữ được nha abh thì mới là cầm được em à, là với abh là cầm được này br cầm được này xe thì một phần hai này bảo hoa này giữ một hai chặn ngay vốn này ấy cái giữ được này TCD giữ được luôn VBG giữ được này Rồi uh, DRH giữ được này ITA giữ được này FTS là giữ được này Rồi Thì hồi nãy giờ là bao nhiêu Là giữ được hết Nhưng mà chỉ có một vấn đề như này này Chị đang nắm 9 mã 9 mã thì có thằng FTS là hưởng quyền Là còn 8 mã đây FTS không tính là còn 8 mã 8 mã thì mình phải cơ cấu 3 mã đúng không Mình phải cơ cấu 3 mã Thì chị như này này Là cái vốn của chị là 143 triệu 143 triệu thì nó sẽ có một một cái vấn đề như này á tức là đây là cái góc nhìn văn thôi nha thì sau này á những cái mà cổ phiếu của người em cổ chị thì em đánh giá là những cái mà cổ phiếu như thằng những cái mà cổ phiếu như VBG hay là những cái mà cổ phiếu như DRH á, hoặc là những cái mà cổ phiếu như ta thì cái gọi là sao ta cái tiềm năng em nghĩ là nó sẽ tốt cái tiềm năng gọi là cái tiềm năng trong tương lai gọi là kinh nghiệm sau này mình là nó vẫn sẽ tốt nhưng mà chị bị một cái là chị năm cái tỷ trọng cái cổ phiếu trên vốn của chị nó ít quá trên hai chị vốn chị là 143 triệu 100 100 169 triệu đi, 3 triệu đi. Mà chị nắm có 2 triệu à. Đó. mà chị nắm có 2 triệu, 3 triệu à thì nó quá nhỏ. Nó quá nhỏ đi. Thì cái nhược điểm của nó là như vậy, nên là mình nghĩ như này nè. Là vài tức là hôm và giao sau thì mình sẽ hướng dẫn chị cơ cấu nha Nhưng mà giao sau nếu mà mình cơ cấu xong á thì mình là chị nên thu gọn nhanh một lại. Tức là sẽ có sẽ có mình phải chọn những cái mặt cổ phiếu nó tối duy nhất tầm khoảng năm mạng để mình chịu nó sẽ tốt nhất. Còn danh mục thì mới là nó sẽ hơi nhiều em thấy là hơi nhiều chứ tầm khoảng là mới là tầm khoảng 8 mã đúng không chị thu gọn về tầm khoảng 6 mã tức là sẽ có những cái mã cổ phiếu nó phải cần cơ cấu đó thì em nói chung là mình sẽ đợi qua cái nhịp điều chỉnh sắp tới thì em sẽ hướng dẫn gì là nên nên mua cái mã cổ phiếu cổ phiếu nào và nên chuyển đổi cái cổ phiếu nó ra sao đó còn hiện nghĩ là sau cái nhịp này thì em nghĩ là tám mã như cổ phiếu như này là giữ được nhưng mà nói với chị là giai sau á khi mà thị trường nó bắt đầu nó có một cái nhịp mới á, thì danh mục này phải thu gọn lại chứ, tức là thu gọn về là năm mã là ok nhất ok rồi bởi vì cái danh mục này á có uh, BDR uh, BDR sell này BDR sell và DRH này, thì nghĩ là như này, bởi vì uh, BDR sell và DRH nó cùng một ngành, nó cùng một ngành nên làm nghĩ á, uh, đây là nghĩ là như này, là chị có thể bán hết sell đi, Đó. bởi vì, bởi trước là chị có thể bán hết sell qua cái này, tức là giữ qua nhịp này chứ không phải là sell nó yếu nha, nhưng mà bởi mình bởi vì mình lựa chọn á, là mà chị có thể bán hết sell đi hoặc là chị có thể bán DRH đi tức là chị có thể là bán một phần hai xem à, và chị bán thêm là đê rác để có thể là gì để cái thứ nhất là cái danh mục của mình là ít cổ phiếu lại cái thứ hai á, là cái mỗi ngành anh chị giữ tầm khoảng hai mã thôi thì sẽ ok nhất à, thì mới là như vậy là hợp lý đó, rồi EBH này ngành nhựa này BDR này SHS này SH chứng khoán này chứng khoán một mã là được rồi à, rồi TCD xây dựng này thì mới là được như vậy là ổn à, thép này VBG thép này đó, nghĩa là vậy là ok đó thì chỉ có thể là tạm thời là à, là nên bán có thể là bán tức là uh, FCS là là còn 8 không tính chế là, là còn 8 mã đúng không? 8 mã thì mới là tạm thời á thì chỉ có thể là bán tức là bán một phần 2 sale và lại bán hết DRH. Đó, giai đoạn sau thì mình sẽ theo dõi thị trường và sẽ theo dõi cổ phiếu rồi để mình sẽ vô lại một mã. Tức là những cái mã cổ phiếu như sale hoặc là DRH mình sẽ theo dõi thật kỹ. Giai đoạn sau thì hai cái mã cổ phiếu này á, tức là cái vốn cổ sale và DRH thì vô lại một mã thôi. Vô lại một mã thôi để cho nó nó gọn lại một tức là lên một nó mình cầm khoảng 7 mã hoặc là 6 mã thì sẽ ok nhất. Ok, đó. Rồi tiếp theo là cái danh mục này. Cái danh mục này là cái một cái danh mục mà vì sao em lại đưa vào? Bởi vì uh, bởi vì muốn nói cái gì như này. Là cái danh mục này là một cái danh mục em cảnh báo với anh chị. Là khi mà thị trường nó biến động á, nhưng nói gì này. Vì sao cái video ngày hôm qua em nhận được rất là nhiều like. Anh vì sao cái video ngày hôm qua em nhận được rất là nhiều like vậy? Và rất nhiều lời cảm ơn và rất nhiều cái lời ủng hộ. Đạt ơi làm nhiều hơn nữa em đi. Rất hay, rất có giá trị. Là bởi vì là bởi vì cái này nè bởi vì nè bởi vì sao bởi vì cái này á nó anh chị lưu ý là những khoản những cái khoản lỗ như này nó xuất hiện khi nào anh chị không phải lúc thị trường nó tăng mà những lúc thị trường nó giảm những lúc thị trường nó giảm nó mới có những cái như này nên á cái vấn đề về cơ cấu danh mục và cái vấn đề về quản trị rủi nó nó là một cái vấn đề em nghĩ là tối quan trọng trong đầu tư đi vô cơ cấu danh mục quản trị ra là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong đầu tư Và nên như thế mới nói với chị á cái vấn đề là cái vấn đề anh chị rất quan tâm đúng không Đó. khi mà anh chị có, có như một cái vấn đề mà nói với anh chị cái bước đầu tiên á là cái vấn đề về vị thế bởi vì sao bởi vì nhiều người hỏi là vì sao là cái bước một này là bởi vì với em anh chị ha tiền là quan trọng nhất còn tiền á là còn cơ hội còn mất tiền mất tinh thần á là coi như là xong tức là sao tức là với những cái vị thế anh chị mới mua vị thế không tốt lãi lỗ nhẹ ví dụ như là lỗ lỗ nhẹ thành lỗ lớn này là mất tiền Vị thế không tốt ví dụ như là ba ba phần trăm về không, không là mất tiền mất tinh thần lãi ít thành họ vốn mất tiền mất tinh thần tức là tiền và tinh thần là hai yếu tố tối quan trọng trong tức là hai yếu tố cực kỳ quan trọng khi mà anh chị đầu tư mà anh chị mất tiền mà anh chị còn mất tinh thần nữa là không bao giờ ở lại được nên là cái bước số 1 là cái bước em rất là quan tâm với anh chị nãy giờ em cơ cấu với một của anh chị á anh nhà nói chung là không quan tâm là cái cổ phiếu mạnh hay cổ phiếu yếu nhưng mà sao nhưng mà tiền mình phải giữ cái đạt rồi sau khi mà anh chị có một cái vị thế nó quá tốt đi thì mới xử lý theo hướng này ok À, thì nói gì là nào, nói chung là cái danh mục này cái danh mục thì em sẽ không có cơ cấu à, nhưng mà em nghĩ là với cái danh mục này với danh mục nhìn như này ha thì em sẽ nói về cái cái view của em thôi tức là em sẽ nói tức là nói chung là, là, coi, như là, là, nói chung là coi như là em sẽ không thấy cái khoảng lỗ này nói chung là coi như em sẽ không thấy khoảng lỗ nha nói chung là mình nói chung là mình không thấy khoảng lỗ đi rồi mà sẽ nhìn trên chút thì là với với g với rồi thì là nó còn tăng hay không thì là còn tăng tức là qua cái nhịp chỉnh này là còn tăng không thì là còn tăng ho sang không em nghĩ là còn tăng hay không là còn tăng ABG, HD Bank, SHB là qua dịp chỉnh này còn tăng hay không là còn tăng. Đã, còn HQC và lại BVL, BVL thì mình là em sẽ không đánh giá. Bởi vì những cái mà cổ phiếu này tức là sẽ rất là khó để nó còn tăng hay không. Nhưng mà những cái mặt cổ phiếu này là còn tăng. Đã, thì em nghĩ là em đánh anh chị đánh giá như vậy được. Rồi cái thứ hai á, em nghĩ là với những chị cứ với cái một cái danh mục anh chị như này. Với một cái, một cái một danh mục anh chị như này nha, tức là chị đang lỗ Thì một cái kinh nghiệm anh, của em như này, này, là anh chị đừng có nhìn cái khoản lỗ này. Em chia sẻ thật với anh chị này thật sự gì ha bởi vì cái trường hợp em đã em đã trải qua trong quá khứ rồi à, em cũng lộ banh sắt anh ha em phải em nói chuyện có gì này khi mà anh chị lộ á là cái thứ nhất á là anh chị đừng có khoảng lộn anh chị đừng nhìn cái khoảng lộ này anh chị có coi như á là mình 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 đang nắm cái mà cổ phiếu này mình nắm mua lâu rồi đi cứ nói chung là quan đó đã bởi vì anh chị đã nắm một những mà cổ phiếu nó lỗ như này á thì em nghĩ là anh chị cũng gọi là anh cái nắm lâu rồi nắm lâu rồi gần lỗ đâu mà một khi anh chị đã gần lỗ lâu tức là chị bất nản rồi gọi là nản rồi thì nói chung là một nói chung là anh chị chuyển qua ID nào hoặc là anh chị chuyển sang broker nào á cũng không ai xử lý được chị cho cái danh mục này đâu đó thì em sẽ chia sẻ với chị một cái một cái một cái lời tâm đắc như này ha là với những cái danh mục như này á là cái thứ nhất là chị đừng có nhìn con lỗ này cái thứ hai á khi mà anh chị mua anh chị xem như là những cái mà cổ phiếu này là những cái mà cổ phiếu anh chị quan tâm và anh chị xem là anh chị nghĩ là nếu anh chị có tiền mới anh chị có mua những cái mặt cổ phiếu này hay không tức là sao tức là ví dụ như cái danh mục này ví dụ như cái ví dụ anh chị anh chị đang nắm cái mã cổ phiếu tức là anh chị đang nắm một cái danh mục tương tự như này đúng không thì khi mà chị có tiền mua thì em thấy là cái khuynh hướng của nhà đầu tư á, thông thường á, mua là phải mua những cái mặt cổ phiếu này để làm gì để về bờ cho nhanh về bờ cho nó nhanh đó để sao bởi vì đang lỗ là về bờ nhanh nhưng mà đó là sai là chị có chết em nói như là như nếu mà chị tư như vậy á, là chị có đi là chị có đi xa luôn anh à, nha bởi vì đó là trường hợp em đã trải qua rồi là chị có đi xa về nay ví dụ như là ví dụ như là những anh chị đã nắm như này thì thôi quăng đã đi người thôi quăng đã. đã bởi vì anh chị đã chấp nhận như là anh chị đã nản đúng không? thì thôi quăng đã và cũng rất là sẽ khó xử lý nhưng mà nếu anh chị có dòng tiền mới ví dụ như là anh chị làm ăn được hoặc là ví dụ như là anh chị đã rút ra được cái kinh nghiệm đầu tư hoặc là anh chị đã nhận thức ra một cái điều gì đó hoặc là anh chị có tiền mới ví dụ như là bán miếng đất hoặc là rút tiền gửi ngân hàng mà chị như chu kỳ này mà chị muốn mua lại một cái mặt cổ phiếu á là đừng những đừng những những khoản lỗ này bởi vì á khi mà chị nhìn con lòn này á anh chị chỉ muốn mua những mặt cổ phiếu như này thôi mà những cái mặt cổ phiếu nó lỗ như này và như này á rất nhiều những mặt cổ phiếu nó là một cái mặt cổ phiếu yếu vậy nên khi mà chị mua anh chị xem thử là những cái mặt những cái mặt cổ phiếu này nó có đáng mua hay không nếu mà đáng mua thì chị cứ mua nhưng mà nếu mà không đáng mua dành tiền để mua một cái mặt cổ phiếu khác còn đóng này đi đâu kệ nó em ví dụ như vậy ha ví dụ như vậy nha bởi vì những cái mặt cổ phiếu này có những cái mặt cổ phiếu dành sau nó nó sẽ tốt nó sẽ tăng thì ví dụ chị có tiền mới thì chị vẫn có thể mua cái mặt cổ phiếu đó nhưng nếu có một cái sự lựa chọn tốt hơn á đừng có mua trong bình giá anh chị ok đó ok thì những cái những cái tức là khi mà nhìn qua về một số cái danh mục à, thì có những danh mục tốt có những danh mục xấu có những cái cổ phiếu tốt có những cái mà cổ phiếu có vị thế tốt có những cái mà cổ phiếu nó có vị thế không tốt à, có những cái danh mục nó lại rất ok ví dụ danh mục như chị này là, là rất được này à, nhưng mà một cái là cái danh mục cái phần vốn nó bị nó bị nhiều lúc những cái mặt cổ phiếu lại lớn nó dù lại ba hai phần trăm lại ba bốn phần trăm thì nó bị cái là cái vốn nó nhỏ quá tức là những cái khoản lãi của chị nó không tác động lên nó không tác động lên cái cái sự gọi là cái cái gọi là cái danh mục chung à, thì đó là cái 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 nhiều như vậy thôi rồi thì một số điểm rút ra khi mà chị đánh giá được một số danh mục là cái gì là cái thứ nhất là nhiều cái cổ phiếu mình bị mua sai điểm và mình gia tăng nó sai bị sai điểm nên cái vị thế nó không được quá tốt thì với các cái vị thế như vậy á, tốt nhất là hạ bớt cũng theo như nào cũng như là hạ hết đi để gì để giảm bớt rủi ro khi mà thị trường điều chỉnh bởi vì nhóm nóng như em nói gì như này như em này có phân tích với chị á, là nhịp này á, thị trường nó sẽ chưa có lên ngay anh nhé thị trường nó chưa có lên ngay đâu nhưng sao nhưng mà thị trường nó sẽ có hồi thế sao thì khi mà hồi như vậy á thì mình sẽ cắt mạnh cắt bán bán để lên gì bán để cho thị trường nó tranh chỉnh xong mình làm vòng mới anh chị và dung như này là khi mà anh chị bán xong á cái cổ phiếu anh chị nó có thể tăng và cái cổ phiếu anh chị nó có thể giảm nhưng mà một cái điều mình biết chắc chắn được là là khi mình bán xong á cái cổ phiếu nó tăng á nó tăng không nhiều nhưng mà nếu có thể giảm á nó nó sẽ làm gì nó sẽ làm mình lỗ ngược nó sẽ làm gì nó sẽ làm mình bị lãi thành hội vốn hoặc là nó sẽ làm thành từ lỗ thành lỗ lớn nó nó sẽ bị như vậy thì sao em ví dụ như này em ví dụ như dàn sắp tới thị trường nó không hồi lên mà nó bị như này thì sao vậy như này thì sao là có phải là đi không là đi cho nó thì sao thì bán xong á rồi chừng nào mà thị trường nó có nhiệm mới lao vào đánh ok ạ. đó thì nó sẽ giữ được cái gì thứ nhất là nó sẽ giữ được gì được tiền với em thì trong đầu tư đó, tiền là quan trọng nhất Vân nên là những cái vị thế không tốt á, tức là chị đang lỗ không? Là bạn. Là bạn. À, cái thứ nhất là về tiền, cái thứ hai là về tâm lý. Ví dụ như một anh chị mà cái vị thế anh chị tốt á, là anh chị rung đùi, cha thì ví dụ nó chỉnh kệ cha nó kệ nó không có vấn đề gì. Nhưng anh chị lưu ý một cái vị thế mà anh chị mắc mé á, là hai bàn trăm, hòa vốn lỗ nhẹ, cực kỳ xấu luôn, cực kỳ biến động. Và anh sao? Và anh chị lên, ví dụ lên kênh này lên kênh kia xem thử thị trường nó hồi hay không, rồi nó có, rồi nó có hồi hay không, ngày mai cái giảm hay không? thì sao thì mình bị tâm lý mà như nói cái gì nè là giai đoạn sắp tới là anh chị phải tĩnh tâm ok nhất tĩnh tâm ok nhất để em sao bởi vì sao bởi vì sau những cái điều chỉnh như này là những cái siêu cổ phiếu nó sẽ xuất em. mà làm sao để anh chị nhìn được những cái siêu cổ phiếu gì là cái tâm lý mà nó phải tốt mình phải có một cái sự tập trung cao độ làm sao để mình có sự tập trung chị là mình đừng có bị những cái mà cổ phiếu có vị thế không tốt như này nó bị ảnh hưởng nên làm phải loại bỏ nó ra ok em ạ đó cái thứ hai là cái danh mục nó có quá nhiều mã đi quá nhiều mã như này em thấy nhiều gì năm mười mấy mã thì thứ nhất là danh mục quá nhiều mã nó bị một cái là gì là khi mà anh chị bán anh chị sẽ bán cực kỳ khó anh chị có bị một cái trường hợp như vậy không là khi mà anh chị bán anh chị sẽ bán rất là khó luôn bởi vì sao Ở khi mà có nhiều mã nó thôi nhiều mã quá giữ luôn cho rồi anh à, nha tức là khi mà cái danh mục mà nó nhiều mã thì anh chị rất là khó bán một cái danh mục mà bốn năm mã nó sẽ cực kỳ dễ bán nhưng mà cái danh mục nó quá nhiều mã gì ha thường anh chị sẽ ngồi anh chị đơ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái thị trường nó giảm á là cổ phiếu nó giảm từ trên anh chị giảm tức là <laughs> em ví dụ cái danh mục như mục như này. 1 2 3 4 5 6 7 8 <laughs> 9 10 11 12 đi. Danh mục của chị 12 mã. Thì khi mà thị trường nó giảm xuống anh chị nhìn cái mà cổ phiếu nó giảm một cái lọt á, anh chị nạn không? Nạn. Rồi nghĩ đến cái vấn đề bán không? Bán làm gì kịp nữa, thôi bán gì nữa, thôi chờ mai hồi. Bởi vì nhiều cái mà cổ phiếu nó đặt bán mệt quá. Thì các bạn thì danh mục như mã thì anh chị rất là khó xử lý. Cái thứ hai là chị bị đơn tức là sao tức là khi mà thị trường nó giảm chỉ bị đơ này đơ ra không biết làm gì hết là cực kỳ nguy hiểm đó, cái thứ ba là gì là gọi là gồng lỗ gồng lỗ nha ha nên nó nói gì này là làm gì làm á tiền và niềm tin và tinh thần á, là phải giữ khi mà thị trường nó biến động đó nên làm nói gì này là thì cái cổ phiếu nào cần xử lý á, thì cứ xử lý nha. cái cổ phiếu nào cứ vì theo tốt cứ xử lý bởi vì sao bởi vì mình còn tiền thị trường này anh chị đầy cơ hội thị trường anh chị đừng có lo là anh chị đừng có lo là nó thiếu cơ hội rất là nhiều cơ hội trong nhà sắp tới nên là anh chị cứ xử lý cho em rồi sau khi xử lý thì anh chị nhớ xem cái kênh của em đã thì uh, rất xin lỗi các anh chị thì trong cái video ngày hôm nay thì bởi vì em chia sẻ hơi dài nên là em sẽ hẹn với anh chị về một cái một cái video về nhịp sắp tới nên đánh những cái dòng cổ phiếu như nào nên mua cái bảng cổ phiếu như nào thì em sẽ hẹn với anh chị trong một cái video tiếp theo hoặc là em sẽ tạo một cái buổi học miễn phí trên zoom em sẽ tầm khoảng là một nghìn người đã tức là em sẽ mở miễn phí tầm khoảng một nghìn anh chị để anh chị tham gia trong cái buổi học đó đã bởi vì em muốn dành tặng cho các anh chị nhà sắp tới thì mình sẽ mua những cái mã cổ phiếu như nào và sẽ mình sẽ mua những cái mã cổ phiếu nó ra sao thì những cái mã cổ phiếu tức là khi mà chị cơ cấu nãy giờ bán xong đúng không thì ngồi yên nha em nói với chị là sắp tới khi mà chị cơ cấu xong thì anh chị cứ ngồi yên ngồi yên nha rồi cái phần tiền đó theo dõi cái video hoặc là cái buổi học sắp tới em sẽ chia sẻ miễn phí cho anh chị em sẽ dành một tầm khoảng tuần sau cũng được đã tầm khoảng tuần sau em sẽ dành một cái buổi nào đó em sẽ tức là thị trường nó chưa lên ngay đâu anh chị yên tâm là thị trường nó chưa lên ngay đâu đừng lo thì nó lên em nói với chị là thị trường nó giảm vô lớn nó giảm vô lớn như này nói chung là phải tầm khoảng một hai tuần nó lên nên là chị yên tâm là từ từ á cơ cấu như một xong thì cứ ngồi yên đó bởi vì ngày hôm nay video hiện tại là tầm khoảng 45 phút rồi thì cũng hơi dài thì bây giờ mà nói là dự rằng sắp tới mua cổ phiếu nào mua ra sao thì nó sẽ bị lâu quá thì chị sẽ bị phân tán nên là hẹn với anh chị là tầm khoảng là hẹn với anh chị là tầm khoảng là tuần sau thì em sẽ tổ chức một cái video hoặc là nếu được thì nếu mà có thời gian thì em sẽ mở một cái khoa học buổi học miễn phí luôn khoảng một nghìn anh chị em sẽ mở tăng một nghìn anh chị thì em sẽ báo thông báo anh chị sau nếu có ha rồi thì em sẽ cảm ơn rất nhiều các anh chị quý anh chị nhà đầu tư đã gửi danh mục để em có thể là uh, cơ cấu những cái danh mục thực tế bởi vì cái danh mục em làm video ngày hôm nay là đa phần là những danh mục anh chị nhà đầu tư gửi cho em thôi dạ rồi ok anh chị ha rồi thì đó là cái video của em ngày hôm nay anh nếu anh chị thấy giá trị nếu anh chị thấy hay anh chị thấy video ngày hôm qua phần 1 và ngày hôm nay phần 2 anh chị thấy hay thì anh chị nhớ để lại cho em một cái nút like nha cũng như là một cái nút đăng ký game bởi vì khi mà chị like và đăng ký kênh đó, nó sẽ là một cái lùi liều thuốc tinh thần cũng như là nó là một cái dopamine để em có thể là có nhiều cái xung lực hơn sẽ có nhiều tinh thần hơn sẽ có nhiều cái nhiều cái nhiều cái, nhiều cái niềm tin hơn để em có thể là trao đi giá trị cho các chị dạ rồi nha nói chung là chị xem video kênh mà anh chị chỉ còn like là đăng ký kênh làm rất là vui rồi đó, hoặc là nếu mà được thì chị có thể là để lại một cái bình luận để là cái cảm xúc của anh chị ví dụ là thấy hay hoặc là thấy ok là cảm ơn hoặc là để gì là một cái lời, lời, lời cảm ơn một lời cảm ơn chân thành hoặc là một cái chia sẻ đó anh chị có thể để lại bên dưới phần luận làm rất là vui rồi dạ rồi ok anh chị ha anh chị nào muốn đăng ký khóa học của em trong tuần sau bởi vì thứ ba thì em dạy rồi đó thứ ba thì em sẽ dạy ba năm bảy các kế hoạch k 8 thì chỉ còn có khoảng là hai ba chi gọi là hai ba slot nữa thôi thì em sẽ chốt danh sách vậy nên anh chị nào muốn đăng ký thì anh chị đăng ký sớm với bạn trợ lý với em số điện thoại là 0903 943 một anh chị đăng ký tầm khoảng là thứ bảy chủ nhật để có thể là chốt danh sách bởi vì thứ ba dạy rồi thì có nhiều chị đăng ký trẻ thì sẽ bị vào trẻ thì sẽ nó không tức là sẽ không có đồng đều về cái mặt về buổi học ha rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã luôn theo dõi ok thì gặp lại cả nhà trong những cái video cũng như trong các buổi livestream sau anh chị nhớ like đăng ký kênh trước khi mà chị ra đi ha và rồi xin chào cả nhà